Rồi, chào mừng các bác trở lại với YouTube của Cày Chảo Vũ Hải trong ngày hôm nay. Em rất là hào hứng và hồ hởi khi được cung cấp các cái sản phẩm của mình hàng ngày, hàng giờ để đến được với tay người tiêu dùng cũng như đến tận tay khách hàng thân thương của mình. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì em xin review và giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm mà bên em chuẩn bị cũng như là đã hoàn thiện để tháo rời lên đường về với lại bà con anh em miền Trung và Đông Tây Nam Bộ. Trong đó thì em sẽ rải dọc bắt đầu từ An Giang cho đến Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên và ra đến tận ngoài mình này là Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An. Đấy, chuyến hàng ngày hôm nay thì bên em có những cái sản phẩm như vậy. Đầu tiên thì thợ bên em đã tháo ra một dàn cày 5 chảo chuyên dụng dành cho khách ở Quảng Bình. Dàn này thì nhỏ gọn nên bên em tháo đầu tiên để xếp trong cùng, tí nữa tháo bốc xuống cho nó dễ. Tiếp theo thì nó là một dàn cày 5 chảo dành cho đất bãi, dành cho khách Nghệ An. Bên em cũng đã tháo rời để gọn lên đây rồi cho nó rộng đường, rồi còn tháo tiếp dàn này. Đó. Dàn này thì dàn phun luống 2 chảo sử dụng đường kính chảo 610. Đây, mã là ghi rõ đây rồi. 610, dàn này thì chưa kịp sơn, nhưng mà chắc nó ít phút nữa thì là cũng cố sơn để cho nó một cái màu đỏ đỏ đầy đủ để lên đường về với lại anh em An Giang. Đây là của khách hàng ở Tịnh Biên, An Giang các bác nhé. Tít xa xôi, gần như là cuối của Tổ quốc rồi. Từ An Giang vào đến Cà Mau cũng chả còn được bao xa. Nhưng mà bên em thì hàng hóa nó bắn dọc Việt Nam luôn các bác. Đấy, đây là anh em thợ vừa hàn xong cái cánh bướm để rẽ hàng, giống như kiểu đưa cày vào núi. Đấy. Tiếp đến là một dàn cày chảo chuyên bãi dành cho máy 45 HP, hàng đóng đặt cực chắc dành cho khách ở An Khê, Gia Lai. Bác khách này thì nằm ngay ở chân đèo An Khê. Đấy, ngay chân đèo An Khê, Gia Lai. Những cái hàng này thì bên em ngày hôm nay xe nhà không trực tiếp đi được các bác nhá, nên là bên em bố trí sẵn hàng ở đây để tháo rời từng bộ phận một, sau đó là gửi xe vào với lại các bác thôi. Và một con chảo này thì khách ngay Thái Bình này thôi, nên bên em cũng tháo rời nốt. Đây là dàn 4 chảo này, đóng đạch cho khách ở ngoài Thái Bình em, 2 dàn luôn. Đây, dàn vun luống trụ xoay. Cái câu chỉnh thì không cần phải đơ rằng gì cả, em chỉnh bằng bu lông. Con bu lông trên cùng này để hãm, chống cho dàn tụt lên tụt xuống. 4 con bu lông ở bên dưới kia là dùng để siết chặt khóa để cho chống xoay. Và trong cái chi tiết xoay này thì bên em đã định vị từng góc độ một rồi, nên anh em cứ đưa đúng vào khớp là anh em vặn chặt lại là xong. Đó. Tiếp đây nữa là dàn vun luống 4 chảo có tấm gạt mặt sử dụng đường kính chảo 560. Hàng này đi vào với anh em Đắk Lắk. Khung trụ đằng sau này thì em làm để bắt 4 cái vạch hàng hoặc 3 cái vạch hàng, để sau này khi anh em có thể là chỉa ngô, chỉa lạc. Đó. Đây là một dàn cày 5 chảo chuyên ruộng dành cho khách ở Đồng Hới, Quảng Bình. Đấy, cũng đã vừa sơn xong, chuẩn bị khô. Thì tí nữa em sẽ in tem logo thương hiệu Cày Chảo Vũ Hải vào đây để bố trí lên đường. Và trên chuyến xe hôm nay thì em sẽ có 2 đôi bánh lồng dành cho máy L1315 Kubota, hàng đặt vành sắt tròn dài 75. Đó, 2 đôi. Và một đôi bánh lồng dành cho máy L126, hàng dài 70. Đây, hàng cũng vành sắt tròn luôn. Đó. Hôm nọ thì bên em hết hàng, và ngày hôm qua ngày hôm nay thì cũng ra được ôi ối ra rồi. Đây, còn 2 con chảo này vừa sơn xong, cũng vừa gấp vào đây để chuẩn bị chờ lên đường. Rồi, không liên miên lan man trong các cái câu chuyện xa xôi này nữa, và em sẽ quay trở lại với công việc chính của ngày hôm nay là tháo rời những cái sản phẩm này để lên đường ngày hôm nay cho nó kịp hàng hóa. Rất nhiều là dàn vun luống. Đây, còn là 2 dàn vun luống của khách Đắk Lắk này, Bình Định. Đấy, là đều đi trong ngày hôm nay. Em đã dọn chiếc máy cày này ra để cẩu hàng cho dễ này. Đánh hết xe rồi, chốc xe nâng vào để tháo này.
một dàn này, em ghi rõ này, canh Tân Bình Định này, đó. Gia Lai, Gia Lai Đắk Lắk thì nó đi một dàn này nữa này, dàn này dàn to này. Đấy. Và phía bên đằng kia, đấy, phía xa xa kia, đây là một dàn nữa. Tí nữa em mới cẩu về, giờ đang trước cửa nhà em đang chật hàng quá rồi, không cẩu về được, tháo xong rồi bốc lên và tháo. Còn đây dàn này đi Nghệ An. Còn mấy chiếc phay em luống này của bác khách ở Hải Phòng, giờ ở đây gặt muộn Tiên Lãng, khu vực Kiến Thụy Hải Phòng, Kiền Bái Kiến Thụy Hải Phòng nên là hơi muộn, các bác phải ít buổi nữa các bác mới lấy, em cũng làm sẵn ở đây rồi. Các bác nào quan tâm cũng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của bên em thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0982 975 256 hoặc 0936 975 256. Hoặc ngoài ra các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ là xóm 5, thôn Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình để đặt mua cho mình những cái sản phẩm mà các bác hài lòng và ưng ý nhất. Nhiều người thì bên em là sản xuất là cày trụ và đóng cả các dàn cày trục. Thế nhưng mà các bác khách hàng gọi đến cho em hỏi những câu hỏi nó hơi buồn cười một chút. Mặc dù em cũng thông cảm hiểu các bác không biết thôi, nhưng mà các bác hỏi buồn cười nhất là cày nhà mình ngon hay là cày HD ngon. Thì nói thực ra em là không đề xuất đến cái vấn đề là ngon hay không ngon ở đây, bởi vì nó có ăn được đâu mà, chỉ làm được thôi. Và em sẽ nói về cái ưu điểm của nó và cái nhược điểm của nó. Nói về cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Cái dòng cày trụ bên em đóng này thì nó có duy nhất một cái nhược điểm thôi. Một nhược điểm duy nhất đó là, các bác biết là gì không ạ? Cái thứ nhất là cái dàn cày nó dài này thôi. Đấy, nó chỉ có một cái nhược điểm là dài. Thế còn về nói về độ hữu dụng và hiệu quả thì dòng cày này là rất dễ chỉnh cày, bởi vì bên em cải tiến rất là nhiều năm nay rồi, nên là sử dụng rất là nhẹ máy, cày rất là nhanh, đường cày rộng. Ưu điểm của nó là bốc mỏng, bản to bốc mỏng, thế nên các bác đi cày là ăn cướp rất là nhanh. Ngoài ra là ưu điểm nữa là đã mỏng thì các bác sẽ rất là dễ bừa. Và đặc biệt ưu điểm nổi trội nhất của dòng cày này nó là trọng lượng nó nhẹ. Nếu như các bác so sánh về HD hay miền Nam thì trọng lượng của HD miền Nam đối với một con 5 chảo như thế này thì trọng lượng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 260 cân đến 280 cân. Nhưng mà dàn cày nhà em nó chỉ có rơi vào khoảng tầm 160 cân thôi. Thế nhưng mà ưu điểm của nó là các bác thấy luôn rồi, ăn đất cứng ầm ầm luôn. Đấy, thế là đấy là cái ưu điểm. Thế còn em lại phân tích về cái nhược điểm. Cái nhược điểm thì từ lúc đầu rồi, là cái nhược điểm của thằng này của nhà em là nó hơi dài. Nhưng mà nếu như của thằng HD thì nhược điểm đầu tiên mà em nhìn thấy nó là trọng lượng nặng, cực là nặng. Máy của các bác tha cả đời thì nó sẽ rất là hại ben và hại về bộ phận cầu sau. Đấy, cái nhược điểm thứ hai là cày của những cái sản phẩm HD hay miền Nam đấy, em không nói là hàng chính hãng nhá. Hàng chính hãng thì các bác mua được thì nó rất là đắt. Thế nhưng mà hàng chính hãng thì nó đẹp, nó được nhược, nó đẹp. Nên em không nói hàng chính hãng. Em nói tất cả những cái sản phẩm mà HD các bác gọi là HD, nhưng mà hàng nhái của thị trường ấy. Thì cày là các bác chỉnh rất là khó, máy đi hay bị bẻ đầu và nặng máy. Ngoài ra là cày là cứ thành luống một đắp cùng khoai. Đấy, đấy là những cái ưu điểm, nhược điểm. Và tất nhiên nó sẽ còn rất là nhiều cái nhược điểm khác. Thế nhưng mà em không, bởi vì em là người sản xuất nên em không kỳ thị bất kỳ một cái đơn vị sản xuất nào. Em chỉ mong sao là các bác khách hàng mà khi lựa chọn cho mình những cái sản phẩm để về làm ăn hoặc để về sản xuất thì các bác nên cân đối và tư duy một chút để mua cho mình và chọn lựa cho mình những cái nó hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất. Nhiều người thì hay hỏi em bảo sao cày nhà chú bán cao thế, nó ngang ngửa HD, nó chẳng kém HD là mấy, nó cứ so lấy của nhà em so sánh với các HD, các bác so sánh khập khiễng quá. Trước khi so sánh thì các bác phải cân đối một cái là các bác có làm được hay không, và cái các bác mua về là các bác được cái gì. Mua HD về nhiều người còn gạ bán cho em không được. Đây lại nói đến HD thì em lại quay cho các bác luôn, em có sản phẩm để minh họa và minh chứng.
chứ không lại bảo là các bác lại bảo em nói phét. Đấy. Một con HD có thể nói rằng là siêu siêu lướt, siêu mới. Đấy. Khung mới chỉ gọi là hơi xước chầy một tí sơn, vẫn còn vàng chóe. Thế nhưng mà các bác khách này đã thanh lý đổi cho em để lấy cái dàn nhà em rồi. Đó. Thế đấy nó là một cái nhược điểm mà các bác cần phải xem xét này. Đây là HD các bác nhé. Con này là HD 500. Đấy, nhiều người thì cứ bảo là con này hàng nhái, nhiều người bảo con này hàng chính hãng. Nhưng mà em phân tích các bác luôn, không có hàng chính hãng. Hàng chính hãng nó chỉ là của Thái Lan hoặc là của Ấn Độ, của nước ngoài nhập về thì nó là hàng chính hãng. Với những đội đấy người ta làm nó kỹ lắm, và cái điều kiện để người ta sản xuất nó cao hơn ở Việt Nam mình rất nhiều. Ở Việt Nam mình chỉ làm đẹp được thôi, pha được cái màu sơn giống nhau và hình thức copy giống nhau thì các bác dán cho cái tem giấy vào đấy, các bác gọi là HD. Rồi, tiếp theo em lại phân tích cho các bác nữa về cái chảo miền Nam. Nó ngon lành hay không các bác chỉ cần nhìn thế này là biết thôi này. Đây em xếm sơ qua chỗ này, em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dàn miền Nam. Đấy, và mới về đây. Những dàn miền Nam này thì nói thật sự với các bác này em mới thanh lý về thôi, giá rất là rẻ. Các bác nào yêu có nhu cầu sử dụng hoặc là dùng quen miền Nam này rồi thì các bác có thể là alo cho em để mua. Sản phẩm nó chỉ có cao nhất khoảng tầm từ 3.500.000 đồng đổ xuống thôi các bác nhé, không có dàn nào hơn. Đấy là cái nhược điểm của những cái anh cu này. Mà tại sao các bác mua rất là đắt nhưng bán thì lại rất là rẻ. Đấy. Thế lại tiếp tục mời các bác quay trở lại với sản phẩm nhà em. Sản phẩm nhà em thì gia công là trên hộp xương V8 này. Cấu trúc thì bắt mặt bích. 4 bù lông. Các bác tháo ra rất là nhanh, nhả hai con bù lông phía trong này rơi hẳn ra, các bác nhấc ra ngoài phát là tuột. Lắp vào cũng thế, trụ nào vào trụ đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Cứ đánh dấu lần lượt, các bác tháo ra con nào thì lắp vào như thế. Và hỏng hóc ở đâu thì các bác thay bi cục bộ đấy. Giả sử như con này nó hỏng chảo đầu, bác tháo chảo đầu ra ngoài các bác làm. Thay bi xong, bắt biết các thứ ngon lành các bác lại lắp vào. Rất là nhàn, chứ không như những cái anh kia là các bác phải tháo cả dàn ra mới dùng được. Đấy, khi mà tháo rời để bảo dưỡng cũng như là sửa chữa thì các bác thấy này. Anh em chỉ cần là tháo bù lông, tháo ốc vít như thế này thôi là xong. Ở cuối cùng là một cái dàn cày, nó tách rời ra rồi thì nó không còn cái gì liên quan với nhau. Và khi mà bê vác này, hay là vận chuyển, nó cũng sẽ cắt giảm được cái chi phí này, thuận tiện. Và nhàn nhất trong cái khâu là bảo dưỡng thay bi bớt, đi phớt. Đấy, cái đấy là cái mà ưu điểm nhất mà những cái dàn cày bên em đang phát triển và tung ra thị trường để phục vụ hàng loạt cũng như là tất cả bà con. Rồi, bác nào lướt qua video của em thì cho em thêm một nút like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh của em nha. Em xin chân thành cảm ơn. Và em xin kết thúc video ở đây. Kính chúc các bác một vụ mùa bội thu thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Kính chào và gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé.